Sáng nay ngày 17 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 6 bị cáo trong vụ lừa chạy án cho nguyên giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức Nguyễn Minh Quân với số tiền gần 60 tỷ đồng. Trong số 6 bị cáo, có 2 bị cáo nguyên là cán bộ của Bộ Công an bị Viện Kiểm sát truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và môi giới hối lộ. Theo cáo trạng, đầu năm 2021, khi C03 Bộ Công an xác minh các hoạt động liên quan đấu thầu ở Bệnh viện thành phố Thủ Đức, ông Nguyễn Minh Quân, khi đó là giám đốc bệnh viện, lo sợ bị phát hiện ra các sai phạm, nên đã liên hệ nhờ Bùi Trung Kiên, khi đó là cán bộ C03, chạy án giúp. Kiên đã trả 1,15 triệu đô la Mỹ, còn chiếm đoạt 1,05 triệu đô la Mỹ, tương đương 23,5 tỷ đồng. Không nhờ được Kiên, ông Quân tiếp tục nhờ các bị cáo còn lại và đưa cho họ tổng số hơn 1,5 triệu đô la Mỹ. Bị cáo Lê Thanh An, khi đó là cán bộ C03, nhận đủ số tiền này và nhờ Hà Duy Tuấn đi lo lót giúp. Tuấn lại cầm 970.000 đô la Mỹ đến nhờ bị cáo Nguyễn Ngọc Triệu giúp đỡ. Bị cáo Triệu nhận lời và lại đi nhờ một người khác giúp đỡ ông Quân nhưng không được. Cáo trạng kết luận, từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 7 năm 2021, ông Quân đã nhiều lần đưa cho Kiên, Giang và Long 2,67 triệu đô la Mỹ, tương đương gần 60 tỷ đồng để chạy án, song không thành.